Hello các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ chơi thử cái cuốn dán mắt mũi miệng cho búp bê đây nha. Có rất là nhiều bạn búp bê đằng sau này nè. Bây giờ thì mình sẽ mở ra xem coi là những cái bạn búp bê trông có dễ thương không. Wow, đây là có rất nhiều đồ phụ kiện nè. Đây là những cô nàng mà chúng ta sẽ phải dán mắt mũi miệng vô nha. Bạn nào cũng có một cái mái tóc rất là đẹp nè. Màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu đủ màu hết. Và những bộ đồ mặc ở phía dưới cũng đẹp luôn. Mà có một cái điểm đặc biệt đó, mình thấy là cái đầu to hơn cái người đó, các bạn có để ý không? Wow, bạn này dễ thương quá nè. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xé cái tờ sticker này. Ở đằng trước có một tờ và ở đằng sau có một tờ. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có mắt mũi miệng. Đây rồi, các bạn thấy có dễ thương không? Mình sẽ dán cái cô búp bê đầu tiên. Đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái đôi mắt thiệt là đẹp để dán cho bạn này. Và mình sẽ chọn đôi mắt màu xanh. Ở bên trong thì có hình một chú thỏ nè. Ở trong tròng mắt á, cái miệng thì đang cười rất là tươi đúng không? Rồi dán vào nha. Mắt bên phải và mắt bên trái cùng với cái khuôn miệng đang cười. Mắt thì màu xanh, rất là đẹp. Màu xanh nhạt nè. Wow, hợp với bạn này đúng không? Trời ơi, cái bộ đồ bạn này mặc đẹp quá ha. Chuyển qua bạn tiếp theo thì có một mái tóc ngắn màu xanh, xanh lá cây nhạt. Ở đây thì cũng có một cái tròng mắt màu xanh lá cây, nhưng mà tôi sẽ dán cái phần mắt này nè, nó đang chiếu lại á, đang nháy mắt á, trông tinh nghịch. Rồi khuôn miệng thì cũng đang cười. Bạn này có đội một cái mũ rất là đáng yêu. Và cái mũ thì nó đã tông xịt tông với lại cái bộ đồ bạn ấy mặc rồi. Cho nên là tôi sẽ dán cái đôi mắt này. Rồi, dán bị lệch rồi. Đợi xíu nha, mình sẽ mở ra và dán lại. Như vậy mới đúng nè. Ôi, dễ thương quá à. Nhưng mà cái đôi mắt này chỉ có một thôi. Tôi thích cái đôi mắt này ghê. Kế tiếp nha, mái tóc này hơi xoăn nhẹ và được cột ở hai bên. Bây giờ mình sẽ chọn cái đôi mắt nào đây. Và cuối cùng mình đã chọn một đôi mắt màu hồng. Bên trong có một bạn thỏ. Khuôn miệng thì cũng đang cười rất là tươi. Dán vào. Rồi, xinh quá trời ha. Các bạn nếu mà thích đó thì nhớ nhấn like, share và subscribe cho kênh Amy Channel nhé. Dạo này thì tôi thích chơi những cái bộ dáng hình này lắm á. Trời ơi, các bạn nào mê những cô búp bê mà có mái tóc màu vàng không? Bây giờ mình sẽ chọn cái đôi mắt màu nâu này cho nó hợp với mái tóc vàng. Và cái khuôn miệng nhỏ chấm chím xinh xinh nè. Dán vào, kiểu như là khuôn mặt này đang bất ngờ hoặc là ngây thơ trong trắng vậy đó các bạn. Nhìn mặt baby cute ha. Rồi, qua tiếp theo nào. Nãy giờ thì tôi lại quên dán phụ kiện các bạn. Để từ từ nha, từ từ chúng mình sẽ dán phụ kiện cho các bạn búp bê sau. Đây là một đôi mắt có một cái hình con mèo nhỏ trong cái tròng mắt nè. Và màu này là màu xanh pha với màu tím nhạt, cũng khá là xinh. Cô nàng búp bê này thì có một mái tóc màu nâu nhẹ, phần mái xéo nè. Cái khuôn mặt này thì y chang như khuôn mặt bạn vừa nãy, cũng hơi bất ngờ. Mắt thì long lanh. Rồi, có bạn nào yêu thích một mái tóc có màu xanh không? Mái tóc ngắn ngắn nhìn rất là cute. Tôi sẽ chọn đôi mắt này nha. Khuôn miệng thì cũng đang như muốn nói một điều gì đó. đó. Rồi, bây giờ thì mình dán vào. Mấy cái cuốn sticker này mua rẻ nhưng mà chơi vui quá các bạn ha. Các bạn hãy mua chơi thử đi. Rồi xin. Bây giờ tiếp theo sẽ chuyển sang cô nàng này. Có cái mái tóc lạ lạ nè. Tóc ngang ngang nè và cột hai bên. Mình sẽ tìm phụ kiện và dán vào. Có hai cái nơ này nè, mình nghĩ chắc là hợp. Dán vào thôi. Một bên, hai bên. Trời ơi, xinh nha.
Rồi kế tiếp là đôi mắt. Đôi mắt màu hồng này đi. Đôi mắt màu hồng này xinh nè. Mấy cái khuôn miệng nó rất là nhỏ, hơi khó gỡ, cũng hơi khó dán một xíu. Rồi dán mắt vào. Wow. Mà đa số những cái bộ váy các bạn này mặc á, đều như là công chúa vậy đó. Xinh ghê. Wow. Nói với cái công chúa thì bạn này nè có vương miện luôn nha. Rồi lại tìm một cái gì đó để mình trang trí. Bạn này thì mình thấy cái hai cái tai trống, cho nên là mình sẽ trang trí hai bông hoa này làm bông hoa tai luôn. Trời ơi xinh. Tiếp theo sẽ chọn một đôi mắt màu tím. Giờ chúng ta sẽ dán vào. Dán xa xa như thế này thì lại tạo ra một khuôn mặt khác. Bây giờ tôi mới để ý nha, khi các bạn dán gần thì nó lại tạo ra một khuôn mặt dễ thương, còn xa xa thì nó lại sắc nét hơn nè. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Thích thì nhớ nhấn like cho video nha các bạn. Còn đây là cô nàng búp bê mà tôi thích nhất ở trong cái quyển này. Đáng yêu bởi vì có một cái mái tóc hình tai mèo các bạn. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Bây giờ mình sẽ dán cái đôi mắt màu xanh. Nếu mà có đôi mắt màu tím á, thì nó chắc là sẽ hợp hơn á. Nhưng mà đôi mắt màu tím tôi đã dán hết rồi, bây giờ chỉ cần đôi mắt màu xanh thôi. Trời ơi, nhìn cái khuôn mặt nó rất là tíu tíu mà rất là đáng yêu các bạn. Rồi mình sẽ cho phụ kiện là chú mèo lên tóc nha. Wow, thích quá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn xem còn cái gì gắn được nữa không nè. Thấy cái này giống như bông tai á, để mình gắn thử xem coi có giống không. Mà hình như không phải là bông tai, cái này là cái kẹp. Thôi nhìn nó kỳ kỳ. Thôi thì bây giờ chắc là mình phải tháo ra thôi, sẵn mình test thử coi là cái này tháo ra nó có bị dính không nha. Ồ, cái này gỡ ra rất là dễ nha, cái hình dáng này rất là xịn các bạn. Đó, nếu như mà mình muốn thay đổi cái đôi mắt nè, hoặc là mũi miệng gì đó cho các bạn búp bê thì mình vẫn có thể gỡ ra và thay đổi rất là dễ luôn. Bây giờ thì mình sẽ gắn những cái phụ kiện này qua cho bạn búp bê khác nha. Rồi, thì mình sẽ chọn cho bạn búp bê này một cái cặp. Cái cặp đồ cột tóc, một cái cặp kẹp khác nha. Đó, dán ở đây, một bên, ở bên này. Cái bộ kẹp này á, dán lên rất là nổi bật luôn. Xong rồi bây giờ còn một cái cặp mắt miệng cuối cùng. Tôi cũng sẽ dán vào nha, nó có màu xanh lá cây nè. Đôi mắt thì rất là long lanh, bên trong thì có cái bạn thỏ. Ta-da, vậy là xong rồi. Các bạn thấy có đáng yêu không nào? Tiếp theo là mình sẽ dán những cái phụ kiện vô nữa nha. Đó, dán cái bông tai một bên thôi cho nó ngầu. Dán thêm hai cây kẹp ở đây. Rồi, rất là đơn giản nhưng mà đẹp. Và mình có một cây kẹp hình trái dâu nữa. Như vậy là hết rồi nè. Bây giờ còn những cái phụ kiện còn lại thì tôi sẽ dán. Kiếm những cái bạn búp bê nào đang còn trống trống mình dán vào để trang trí. Đây rồi, bạn này nè, cũng đang phân vân không biết là dán cái gì đây. Chắc là sẽ dán cái nơ này lên. Rồi tiếp theo, tìm những cái bạn tiếp theo xem có cái gì để trang trí không. Mặt bạn này xinh quá ha. Rồi để xem nào. Có cái nơ cài này nè, dán lên bên tóc mà các bạn này đang cột. Tóc ngắn rất là dễ thương. Rồi chúng ta sẽ còn một cái nón này nè. Cái nón hình mèo to nhất luôn. Rất là vân vân không biết dán cho bạn nào, tại vì bạn nào cũng có cái hình con mèo hoặc là con thỏ trên đầu hết đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lướt và đi kiếm một vòng nha, để xem coi các bạn nào được không. Không thấy bạn nào được hết trơn á. Bây giờ thì tôi nghĩ là chỉ có cái bạn đầu tiên này nè. Thì tôi sẽ dán ở chính giữa. Như vậy thì mình sẽ dán đè lên cái bạn thỏ đang nằm trên đầu luôn. Thử nha. Rồi bây giờ dán nè. Ta-da. Nhìn cũng đáng yêu ha. Cái đầu thì to, còn cái nón thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh.
Rồi, giờ chúng ta sẽ nhìn ngắm lại những cái bạn mà mình đã dán mắt mũi miệng cũng như là những cái trang sức nè kẹp tóc nha. Bạn nào cũng xinh, bạn nào cũng dễ thương. Tiếp theo thì tôi sẽ mở túi mù. Tại vì tôi mua của người ta nhiều nên người ta tặng tôi hai cái túi mù nhỏ này nè. Bây giờ thì bé con gái của tôi sẽ mở nha. Đầu tiên thì chúng ta có một em capybara màu hồng đang ôm chiếc cam. Cái gói thứ hai là một em capybara màu nâu. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.